Có lời chia buồn với bà. Dạ, cảm dạ, ơn dạ, dạ. Rất ở đây. Ê, bà, của chú ấy của đây chú. Của cô đây. Cảm ơn ông ạ. Lạy gì ạ? À? Thưa bà, dạ. Đây của bà. Dạ, vâng ạ. Của em đây. Của cô này. Mặc hay nhé. Đây còn đây. Trắng biển đẹp. Của cháu đâu cô? Quần áo của bà đâu? Kìa bà. Dạ, cháu xin của mẹ à, đây là của ông ạ. Tôi không mặc những thứ này. Tôi mặc những thứ của tôi kìa. Cổ không văn minh, không mâu hóa. Đúng như thế đấy. Cảm ơn. Để xin ông tiếp cái áo của tôi. Dạ vâng ạ, đây là thương quá đẹp. Xin cảm ơn các ngài. Lại đây mà xem. Xem này. Đẹp chứ. Biển đen đẹp nhỉ. Được được. Đẹp. Đẹp. Văn minh. Âu hóa. Này. Cây mốt này khá đấy ông Tuyếp à. Dạ, rất tuyệt. Đúng ông là này, tuyệt lắm. Ông xem em thế này đã được chưa? Sửa một chút, sửa một chút. Rất là tuyệt, tuyệt. Ông Tuyếp. Ông xem mẫu em này. Thế nào
xinh lắm. Ôi giời tuyệt. Rất đẹp. Bố cu dô ly. Bố đã thuê người khóc rồi, con không cần khóc đâu nhé. Khổ lắm. Đến lượt tao rồi mày hãy khóc. Đến lượt bố, con sẽ ăn mặc đẹp hơn, phải không ông Tiffner? Rất là chí lý. Các người điên cả rồi. Có tùng nhất kinh thương lương thầm vũ trùng lai ngộ hiệp kỳ. Tuy sắp hoàng hoa quý tiểu ốc phần hương độc tọa phúc quân thi. Có vài câu hát mà nhà sư chơi sang thế. Tắt nến đi, mòa thích hát không đèn bị sướng. Thưa ông, nhà này chỉ hát thôi, ngoại lệ xin quý ông sang bên kia đường thì tiện ạ. Thưa bà, ông Đốc Tà Xuân hay đùa, xin bà đừng phật ý. Hát để làm cái đếch gì? Cô hát vậy cô có hiểu gì không chứ? Lối tùng lẻ khô cằn trơ trọi, tình mưa xưa mở hội trùng phùng. Rượu mừng dễ đến mấy chung, mang về nhà nhỏ một bông cúc vàng. Dạ, tôi hát như con vẹt. Cái đầu tôi như cái đầu con vẹt. Thưa hai ông. Cô ám chỉ ai là đồ con vẹt? Ai cháo nóng đây? Xin phép hai ông, tôi ra ngoài để mua bát cháo. Đem người ta đến chỗ thổ tả, cười cái đếch gì? Tôi đưa ông đến đây là đến chỗ tao nhân mà khách đấy. Bà ấy là con một thượng thư thất thế, vào chỗ này là vào với cái phong độ văn chương, chứ đâu phải chỗ tắt đèn, nhớ chưa? Ỉa vào thượng thư, đái vào phong độ. Mòa thích một chầu như tối hôm nọ ở nhà con bé béo múp mít tí. Rõ sướng. Cái tình là cái chi. Xin lỗi ông. Ôi giời. Ông cần gì? Xin mời ông đi vào cửa chính. Vâng. Dạ, chả là... Xin lỗi cô ạ, định hát một chầu, không ngờ gặp ngay thằng sỏ lá. Sợ không tiện. Dạ thôi xin hẹn dịp khác. Kính ông. Một tiếng bỏ đi, hai tiếng từ từ hạ. Thank you.
đèn ông không mở. Ông mở này lạnh lẽo lắm ông ơi. Ông ơi, sao ông đỡ bỏ nhà cửa con cháu ông đi? Ông ơi đau xót lắm ông ơi. Ông ơi, ai giữ gia phong cho dòng họ nhà ta ông ơi? Nàng bỏ mẹ, đừng vò vịt nữa, trái tay tôi bây giờ. Chịu khó tí, tôi trả ơn anh cái câu nói đúng chỗ ông nọ. Cầm lấy nhanh lên. Nơi trần thế bon chen lắm nỗi, lúc người về thế xác cũng về theo. Trong trăm năm phút chốc bay vèo, hồn bàng lãng đi vào tiên giới lạ. A-di-đà-phật. Bạn ơi, nhớ em ạ.